Phó tổng thống Đài Loan nói, đừng quên ngày 4 tháng 6, hãy trân trọng tự do và dân chủ. Kính thưa quý vị, ngày 4 tháng 6 năm nay đánh dấu 34 năm cuộc đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn trong phong trào lục tứ. Phó tổng thống Đài Loan nói rằng không nên xóa bỏ tinh thần theo đuổi dân chủ và tự do của người dân Trung Quốc qua sự kiện ngày 4 tháng 6. Đồng thời không nên lãng quên lịch sử tàn khốc của cuộc đàn áp đẫm máu này. Ông Lại Thanh Đức viết trên mạng xã hội Facebook vào buổi sáng ngày 4 tháng 6 như sau. Đừng quên ngày 4 tháng 6, hãy trân trọng nền tự do và dân chủ khó giành được. Sự kiện Thiên An Môn diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Vào thời điểm đó, Đài Loan vừa chấm dứt thiết quân luật, phong trào dân chủ và phong trào xã hội đang dâng cao. Chúng tôi đồng cảm với việc theo đuổi dân chủ của người dân Trung Quốc. Ông Lại Thanh Đức cũng chỉ ra rằng, ở Đài Loan sau khi dân chủ hóa, hòn đảo chưa bao giờ quên cái mà người dân Trung Quốc sau này gọi là ngày 35 tháng 5. Theo Phó Tổng thống Đài Loan, để ký ức ngày 4 tháng 6 không biến mất trong dòng lịch sử, mọi người phải vẫn tiếp tục thảo luận và tưởng niệm ngày 4 tháng 6. Đồng thời cũng phải cố gắng ghi nhớ lịch sử bằng nhiều phương pháp và nhắc nhở bản thân rằng dân chủ và tự do không dễ dàng đến. Ông Lại Thanh Đức cho biết Trước đây lễ tưởng niệm ngày 4 tháng 6 quy mô lớn được tổ chức tại Hồng Kông hàng năm đã bị cấm. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát ngôn luận ở Hồng Kông và hơn 100 cuốn sách liên quan đến ngày 4 tháng 6 đã bị xóa khỏi các thư viện công cộng ở Hồng Kông. Đảng Công dân, Đảng Chính trị đại diện của các nhà dân chủ Hồng Kông đã chính thức tuyên bố giải thể vào cuối tháng trước, đánh dấu một bước thụt lùi lớn nữa đối với nền dân chủ và tự do ngôn luận của Hồng Kông. Ông Lại Thanh Đức nói thêm rằng, vở kịch về sự kiện đàn áp ở Thiên An Môn có tên Ngày 35 tháng 5 đã bị cấm ở cả Trung Quốc và Hồng Kông. Tại Đài Loan, vở kịch đã được Tổ chức Ân xá Quốc tế chi nhánh Đài Loan và nhà hát của Hòn đảo trình diễn công khai. Các lễ tưởng niệm ngày 4 tháng 6 cũng được tổ chức tại Đài Bắc, cho thấy dân chủ và chuyên quyền là sự khác biệt lớn nhất giữa Đài Loan và Trung Quốc. Theo lời của Phó Tổng thống Đài Loan, việc chú ý đến tình hình nhân quyền của Trung Quốc và sự tôn trọng quyền tự do dân chủ của Đài Loan không chỉ song hành mà còn có quan hệ mật thiết với nhau. Ông Lại Thanh Đức cũng cho biết, trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với các phe dân chủ trên thế giới để bảo đảm lối sống dân chủ, hòa bình và thịnh vượng của Đài Loan. Chuyển đến một diễn biến đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Nhân dịp ngày 4 tháng 6, ông Tập tiết lộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối mặt với thách thức lớn. Vào đêm trước lễ tưởng niệm 34 năm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 ở thủ đô Bắc Kinh trong phong trào lục tứ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp và nhấn mạnh rằng chúng ta phải tuân theo suy nghĩ mấu chốt và suy nghĩ hạn chế, đồng thời sẵn sàng đương đầu với sóng gió. Các nhà phân tích tin rằng, điều này cho thấy môi trường bên trong và bên ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xấu đi nhanh chóng và chế độ này đang đối mặt với một thách thức to lớn. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương lần thứ 20 vào chiều ngày 30 tháng 5. Ông Tập đã nói rằng, sự phức tạp và khó khăn của các vấn đề an ninh quốc gia hiện nay đã tăng lên đáng kể, nhấn mạnh rằng cần phải nhận thức sâu sắc về tình hình phức tạp và nghiêm trọng mà an ninh quốc gia phải đối mặt, nắm bắt chính xác các vấn đề an ninh quốc gia lớn và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, bảo đảm mô hình phát triển mới với mô hình an ninh mới, chuẩn bị để chịu đựng được thử thách sóng gió và thậm chí cả những đợt sóng gió dữ dội. Ông Tập cũng đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tích cực định hình môi trường an ninh bên ngoài có lợi, duy trì tốt hơn sự cởi mở và vấn đề an ninh đồng thời thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng giữa phát triển và an ninh. Nhà bình luận cấp cao tại Hoa Kỳ, Trịnh Húc Quang, đã nói với Đài Á Châu Tự Do rằng so với cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc họp năm nay được các cơ quan chức năng đánh giá cao. Ông Trịnh nói, cuộc họp đầu tiên nên có tính chất thiết lập quan điểm, đó là nhiệm vụ của Hội đồng An ninh Quốc gia Cốt lõi trong biểu hiện của ông Tập Cận Bình về an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia là an ninh của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên trong bài phát biểu của mình, ông Tập cũng đề cập đến cuộc thử thách đầy sóng gió. Thực chất chính là chỉ sự suy thoái nhanh chóng của môi trường bên trong và bên ngoài. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng. Nhà bình luận thời sự Lâm Hồ Lập nói với đài AFI rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở trong tình thế khó khăn cả trong và ngoài nước bị Hoa Kỳ bao vây bên ngoài và mở rộng xung đột với Nga, nền kinh tế bất ổn bên trong và dữ liệu vĩ mô của Trung Quốc không như mong đợi. Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng sinh viên đại học mới tốt nghiệp thất nghiệp. Nhận xét của ông Tập phản ánh rõ ràng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và quyền lực cá nhân của chế độ này đang đối mặt với một thử thách to lớn. Do đó, giới chức cần phải đáp trả bằng những lời lẽ gay gắt và tăng cường phong tỏa tin tức. Gần đây, quan hệ Mỹ-Trung dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã gặp trưởng ban đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị tại Viên hồi đầu tháng. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và người đồng cấp Trung Quốc cũng đã tổ chức đối thoại. Sau hơn 4 tháng bỏ chống vị trí, đại sứ của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ cũng đã đến Hoa Kỳ để đảm nhận chức vụ mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây cũng nói rằng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh sẽ sớm tan băng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, ngay cả khi quan chức hai nước tương tác với nhau, chiến lược về Đảng Cộng sản Trung Quốc của chính quyền ông Biden sẽ không thay đổi. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA dẫn lời phó chủ tịch cấp cao Roger Baker của Stratfor, cơ quan phân tích rủi ro địa chính trị Hoa Kỳ, đã cho biết, trong năm qua, chính quyền ông Biden đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phối hợp các đồng minh đối phó với Bắc Kinh. Ông nói: Hoa Kỳ đã mời người Nhật và một số người châu Âu đến để áp đặt một số hạn chế về công nghệ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đã thấy Hoa Kỳ làm việc nhiều hơn với các đảo Thái Bình Dương và mở rộng dấu ấn của mình ở Philippines. Vì vậy, về tổng thể, Washington có vẻ đang bước chậm nhưng đều đạn giành lại vị trí mà họ có thể đã mất trong vài năm hoặc là vài thập niên vừa qua. Nhà bình luận thời sự Lâm Hồ Lập cũng nói rằng, từ quan điểm tích cực, Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đã thừa nhận những khó khăn bên trong và bên ngoài của Trung Quốc và không đánh giá thấp các mối nguy hiểm. Ông cũng nói rằng bầu không khí căng thẳng và đe dọa được tiết lộ bởi những nhận xét tại cuộc họp của ông Tập Cận Bình sẽ chỉ càng khiến các nhà đầu tư sợ hãi, chưa nói đến việc Bắc Kinh cử Bộ trưởng Thương mại sang gặp gỡ các quan chức Hoa Kỳ và bắt đầu thảo luận về chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken. Mặt khác, họ lại từ chối cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maria nói rằng sẽ không có thông báo về việc bắt đầu cuộc phản công của Ukraine bởi vì các kế hoạch thích sự im lặng. Bà Maria vào ngày 4 tháng 6 đã đăng lên Telegram một video kèm với mô tả rằng kế hoạch thích sự im lặng sẽ không có thông báo nào về việc bắt đầu. Trước đó, tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố rằng khi quân đội Ukraine bắt đầu giải phóng các vùng lãnh thổ khỏi tay quân đội Nga thì người Ukraine sẽ hiểu rằng một cuộc phản công đang diễn ra. Một cư dân của Simferopol cho biết rằng truyền hình cáp ở Crimea đã bị hack và chiếu các video về kế hoạch phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Dịch vụ biên giới nhà nước cho biết, một số nhà khai thác cáp ở Crimea đang tắt tín hiệu vì những người tốt đã hack chương trình truyền hình. Tiếp tục một thông tin đáng chú ý khác. Tay vợt Ukraine nói đối thủ Nga rất dũng cảm khi bình luận về cuộc chiến của Moscow. Tay vợt người Ukraine Elina Svitolina hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 6 đã gọi đối thủ đến từ nước Nga, cô Daria Kasatkina, là người dũng cảm vì những bình luận công khai của cô ấy về cuộc chiến của Moscow. Cô Svitolina đã tuyên bố cô sẽ không bắt tay với các đối thủ Nga và Belarus vì cô tôn trọng những người đàn ông và phụ nữ đang bảo vệ Ukraine ở tuyến đầu. Nhưng cô nói với các phóng viên rằng cô ấy đánh giá cao Kasatkina. Vào tháng trước, Kasatkina đã bày tỏ sự cảm thông khi những tay vợt Ukraine từ chối bắt tay cô sau các trận đấu. Kasatkina nói vào thời điểm đó rằng, Chà, điều đáng buồn nhất là chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, tất nhiên, các cầu thủ Ukraine có rất nhiều lý do để không bắt tay chúng tôi. Tôi chấp nhận nó và nó là như vậy. Đó là một tình huống rất buồn và tôi hiểu. Tay vật Ukraine Svitolina đã nói vào hôm Chủ nhật rằng cô ấy thực sự dũng cảm khi nói điều đó một cách công khai, điều mà không nhiều cầu thủ làm được. Thưa quý vị, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Yuri Ihnat, hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 6, đã cho biết hai tên lửa của Nga đã tấn công một sân bay đang hoạt động ở gần thành phố Kropivnitsky, miền trung của Ukraine. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết trước đó vào hôm Chủ nhật rằng họ đã tấn công một sân bay quân sự của Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí phóng từ trên không dẫn đường chính xác tầm xa. Mặc dù Điện Kremlin không cho biết vụ tấn công diễn ra ở đâu người phát ngôn Ihanat từ chối chia sẻ hậu quả của vụ tấn công. Nhưng ông cho biết vụ việc cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường phòng không trên khắp Ukraine. Ông cũng cho biết Kyiv không chỉ cần nhiều hơn nữa những tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, mà còn cả các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm ngắn ở một diễn biến khác. Trong cuộc phỏng vấn được tạp chí phố World của Mỹ đăng tải vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cho biết nước này muốn phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho chiến dịch phản công sắp tới. Theo ông Zelensky, Ukraine cần thêm tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ các thành phố và đơn vị quân đội trên tiền tuyến. Ukraine hiện sở hữu hai tổ hợp Patriot, song ông Zelensky muốn có tới 50 khẩu đội Do đây là hệ thống duy nhất có khả năng đánh chặn một số tên lửa tiên tiến của Nga. Mỗi tổ hợp Patriot hoàn chỉnh bao gồm một xe chỉ huy, một đài radar cảnh giới và dẫn bắn, xe phát điện, đài thông tin liên lạc cùng với 6 đến 8 bệ phóng. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ, mỗi khẩu đội Patriot có giá khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Để triển khai các hệ thống trong một khẩu đội Patriot cần 50 cho đến 60 binh sĩ. Sau khi triển khai, bộ phận duy nhất cần thao tác của con người là đài điều khiển hỏa lực với kíp 3 người. Tuy nhiên, Patriot vẫn cần từ 20 trở đến 30 người vận hành và bảo dưỡng thường xuyên. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công và tin tưởng mạnh mẽ sẽ giành chiến thắng. Song ông nhận định điều này có thể mất thời gian dài và phải trả giá đắt. Ông Zelensky cũng thừa nhận Nga chiếm ưu thế trên không tại tiền tuyến, và còn cảnh báo nếu như thiếu phòng không thì một lượng lớn binh sĩ Ukraine sẽ thiệt mạng trong đợt phản công. Nga gần đây đã tăng cường dùng tên lửa và máy bay không người lái UAV để tập kích các mục tiêu Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực của Nga nhằm vô hiệu hóa các tổ hợp phòng không của Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot, cũng như nhằm làm cạn kiệt đạn phòng không của đối phương khi buộc họ liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa rẻ tiền. Bộ Quốc phòng liên bang nga vào ngày 16 tháng 2 đã thông báo phóng tên lửa phòng không Patriot mà Ukraine triển khai tại thủ đô Kyiv. Quân đội Ukraine sau đó kêu gọi dân chủ không cần lo lắng về sự phản ứng của một quan chức Mỹ cho biết tổ hợp Patriot tại Kyiv có thể bị hư hại, song đã không bị phá hủy sau trận tập kích của nga. Theo cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, Patriot là tên lửa phòng không do Mỹ phát triển và được quân đội nước này biên chế từ năm 1981. Biến thể Patriot Park 2 có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn 96 km và bay cao hơn 32.000 m. Biến thể mới nhất trong dòng Patriot là Park 3 có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như tiêm kích, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 14 tháng 6, đã cho biết Hoa Kỳ tin rằng cuộc phản công rất được mong đợi của người Ukraine sẽ dẫn đến việc Kyiv lấy lại lãnh thổ có ý nghĩa chiến lược. Ông Sullivan đã nói rằng chính xác là bao nhiêu, ở những nơi nào, điều đó sẽ tùy thuộc vào diễn biến trên thực địa khi người Ukraine tiến hành cuộc phản công này. Nhưng chúng tôi tin rằng người Ukraine sẽ đạt được thành công trong cuộc phản công này. Khi được hỏi liệu điều này có ý nghĩa là ông mong đợi một số hình thức đàm phán vào cuối năm nay hay không? Sullivan không cung cấp bất kỳ loại thời gian biểu nào, nhưng ông nói rằng những diễn biến trên chiến trường sẽ có tác động lớn đến bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Quân đội Ukraine đã bị phát hiện di chuyển khí tài quân sự tới tiền tuyến và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga, bao gồm các cuộc tấn công gần đây vào thành phố cảng phía nam Berdyansk do Nga chiếm đóng. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã xác nhận với hãng tin CNN vào tháng 5 rằng Ukraine đã bắt đầu tiến hành các hoạt động định hình trước một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Jake Sullivan đã cho biết Tổng thống Biden vào một thời điểm nào đó sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nước nỗ lực thiết lập lại quan hệ bình thường giữa một năm cực kỳ hỗn loạn và căng thẳng trong mối quan hệ này. Nhận xét của ông Sullivan được đưa ra khi mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh cố gắng gây bất ổn cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chỉ vài giờ sau khi phía Hoa Kỳ cáo buộc một tàu chiến của Trung Quốc cắt ngang mũi chiến hạm của Mỹ đang cùng với tàu hải quân của Canada đi qua eo biển Đài Loan, buộc tàu Mỹ phải giảm tốc độ để tránh va chạm. Tiếp theo chương trình là góc nhìn và bình luận với tiêu đề Tổng thống Putin đang răng bẫy Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh dự đoán kết quả phản công của Ukraine. Việc Belgrade của Nga một lần nữa bị tấn công đã cho thấy một cuộc nội chiến ở nước Nga dường như đã bắt đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thậm chí còn công khai tuyên bố rằng ông tin Ukraine có cơ hội giành lại hoàn toàn Crimea trong năm nay. Trong bối cảnh đó, một số người cho rằng đặc phái viên Lý Huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rơi vào bẫy của ông Putin. Kể từ ngày 1 tháng 6, hai tổ chức dân quân Nga là Quân đoàn Nga Tự do và Quân đoàn Tình nguyện Nga đã vào lại vùng Belgorod của Nga và bắt đầu cuộc chiến với quân đội Nga. Ngoại giới chú ý rằng, cái gọi là vũ khí hạng nặng quốc gia của Nga đã bị quân tình nguyện phá hủy. Ngoài ra, quân đoàn tự do Nga đã cố tình trưng bày vũ khí và thiết bị do Mỹ sản xuất, đồng thời hô lớn với Tổng thống Nga Putin rằng họ sẽ giải phóng toàn bộ nước Nga và dương cao lá cờ trắng tự do ở Moscow. Bản tin hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ rằng, để đối phó với hai nhóm dân quân kể trên, Quân đội Nga đã huy động toàn bộ hỏa lực, bao gồm trực thăng tấn công và tổ hợp tên lửa TOS-1A mang vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất của mình. Hôm ngày 2 tháng 6, viện nghiên cứu về chiến tranh của Mỹ có bài viết cho rằng, loạt phát biểu gần đây của giới chức Nga và các blogger quân sự về cuộc chiến ở Benghazi đã cho thấy Nga ngày càng nhận thấy rõ mối lo ngại về các cuộc tấn công của hai lực lượng dân quân. Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã thông báo rằng Tổng thống Nga Putin đã trao tặng huy chương cho một thống đốc quận của vùng vì lòng dũng cảm. Đây là huân chương được thành lập từ thời Liên Xô và thường được trao cho những cá nhân đã có hành động dũng cảm trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Theo Viện Nghiên cứu về Chiến tranh Mỹ, điều này cho thấy Điện Kremlin đang cố gắng coi cuộc giao tranh do lực lượng dân quân phát động là mối đe dọa hiện hữu nhằm huy động sự ủng hộ ở Nga cho cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân. Từ quan điểm này, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể sớm mở ra mặt trận thứ hai ở nước Nga. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố quân đội Nga hiện đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên tăng cường sức mạnh quân sự ở Belgorod hay là tập trung sức mạnh quân sự chính cho chiến trường Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã công khai tuyên bố rằng một cuộc phản công lớn sắp bắt đầu, với mục tiêu giành lại tất cả các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, bao gồm cả Crimea. Ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trả lời phỏng vấn của tờ The Washington Post trong khuôn khổ đối thoại shangri tại Singapore, cho rằng liệu Ukraine có cơ hội thu hồi hoàn toàn Crimea trong năm nay hay không. Theo bài báo này, ông Wallace lạc quan hơn về cuộc phản công của Ukraine so với các quan chức Hoa Kỳ. Những người tin rằng việc kỹ phản công mạnh vào Nga chỉ thu hồi được một phần nhỏ đất đã mất. Tuy nhiên, ông cho rằng khi trang bị của quân đội Nga đang cạn kiệt từng ngày, quân đội Ukraine thực sự có thể giành lại thành công Crimea trong năm nay. Ông Ben Wallace nói điều đó thực sự có thể xảy ra. Những gì chúng ta đã thấy trên chiến trường là nếu bạn tấn công người Nga vào nơi họ dễ bị tổn thương nhất, họ sẽ thực sự bị đánh bại. Tuy nhiên, ngoại giới cũng nhận thấy rằng Nga rõ ràng đang gặp khó khăn. Nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đặc phái viên Lý Huy đến châu Âu để hòa giải, họ đã đề xuất những điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình mà gần như không thể đạt được vào ngày 27 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galugin đã tuyên bố bốn điều kiện lớn bao gồm Ukraine giữ thái độ trung lập và không được gia nhập NATO hay Liên minh châu Âu-EU, ngừng đối đầu quân sự và chấp nhận thực tế một số vùng lãnh thổ bao gồm cả Crimea bị Nga chiếm đóng, tôn trọng cộng đồng dân cư nói tiếng Nga. Một số nhà văn tự truyền thông của Trung Quốc đã cho rằng thế chủ động hiện nay trên chiến trường Nga-Ukraine đã thay đổi. Nhưng Nga đã cố tình mở miệng sau chuyến thăm của đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy. Đây được cho là động thái giả vờ để người Mỹ và người châu Âu thấy, cố gắng đổ lỗi cho Bắc Kinh, khiến mọi người nghi ngờ rằng Moscow đã bí mật lấy được nhiều chip hơn. Đây là hiệu ứng mà người Nga muốn, khiến Hoa Kỳ và châu Âu nghi ngờ rằng ông Lý Huy đã bí mật cung cấp chip cho Điện Kremlin. Đây là cách mà Tổng thống Nga Putin lôi kéo Bắc Kinh vào vũng lầy. Có lẽ Tổng thống Putin thực sự đang gài bẫy Bắc Kinh, nhưng hiện tại có vẻ như ông Tập Cận Bình đang chủ động chui vào bẫy. Ngày 2 tháng 6, ông Lý Huy đã tổ chức một cuộc họp giao ban sau khi trở về Bắc Kinh từ châu Âu với hai bàn tay trắng. Ông đã không những vẫn bác bỏ chỉ trích Nga xâm lược Ukraine, mà còn cho biết Bắc Kinh sẵn sàng cử người đến các nước liên quan để làm trung gian hòa đàm một lần nữa.